Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được trên tuyến đường Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt. Tại khu vực trung tâm, chưa tới 1 km, nhưng tình trạng người dân lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh diễn ra khá phổ biến. Ngoài ra, một số phương tiện ô tô, quầy hàng di động cũng đang ngang nhiên dừng ngay giữa lòng đường để buôn bán, khiến giao thông bị cản trở. Đặc biệt là vào giờ tan tầm, tình trạng giao thông khu vực này càng thêm phức tạp hơn. Không chỉ trên các tuyến đường giao thông, tại các khu vực trung tâm, tình trạng lấn chiếm lề đường để họp chợ cũng thường xuyên diễn ra. Chợ Đà Lạt, đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai, lưu lượng người và phương tiện giao thông qua lại khu vực này rất lớn. Song, do tình trạng người dân tự ý lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh nên cũng gây mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, tại các tuyến đường Bùi Thị Xuân, Phù Đổng Thiên Vương, ngã tư Phan Chu Trinh, chợ Chi Lăng, chợ Cẩm Đô, chợ La Sơn Phu Tử, tình trạng người dân lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh cũng diễn ra thường xuyên. Các ngành chức năng và chính quyền các cấp cần tăng cường kiểm tra, có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, họp chợ trái phép để đảm bảo an toàn giao thông và cảnh quan đô thị trên địa bàn thành phố. Cà phê là một thức uống rất phổ biến ở nhiều quốc gia. Cà phê được bán dưới nhiều dạng, dạng hạt, dạng bột hoặc thức uống ngay tại chỗ. Với khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi tại Lâm Đồng, cà phê cũng là một trong số những cây công nghiệp chủ đạo mang lại nguồn kinh tế cho người nông dân. Hương vị cà phê của vùng đất cao nguyên này không chỉ thơm ngon mà còn mang đến sự trọn vẹn về hương vị cho người thưởng thức.